phải dùng xe lăn để di chuyển sau khi cố nén đau đi tham dự sự kiện. Tối ngày mùng 5 tháng 12, Han Sara bất ngờ phải nhập viện vì bị chật chân liên tục trước khi lên đường tới tham dự một sự kiện âm nhạc. Cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn và lập tức được đưa tới ở khoa cấp cứu để điều trị. Sau khi thăm khám, Han Sara hiện đang phải dùng sự hỗ trợ của xe lăn để di chuyển tạm thời. Được biết trước đó, dù bị đau nhưng nữ ca sĩ vẫn cố gắng xuất hiện cực dạng dỡ, xinh đẹp trong chiếc đầm màu trắng, đi lại nói chuyện với mọi người tại sự kiện. Hiện người hâm mộ đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình trạng của Han Sara, không quên dành cho cô lời chúc sớm khỏe để tiếp tục công việc của mình.